Anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Astool. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ beat cực kỳ xịn sò của Wiha. Và giá thành thì tí nữa anh em cứ xem bên cuối video mà xem, cực kỳ rẻ anh em nhá. Ok chưa? Đây là một cái bộ beat 31 chi tiết của Wiha. Thì anh em đã biết rồi, Wiha là một cái thương hiệu của Đức và nó có hơn 80 năm về sản xuất về kìm và tô vít rồi, và cả mũi vít nữa. Và nói chung thì chất lượng thì khỏi phải suy nghĩ rồi đúng không ạ? Anh em nào mà đã dùng đến những cái kìm của Wiha do Astool phân phối thì anh em thừa hiểu về chất lượng rồi. Và ngày hôm nay siêu phẩm của chúng ta đây là những cái bộ beat của Wiha như này anh em nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp nhựa như thế này, có logo của Wiha đi kèm ở phía ngoài. Tiếp nữa anh em sẽ có là những cái cân trong như này, và rất là sắc sảo với một cái hộp nhựa đựng được 31 chi tiết như vậy. Ok chưa? Đây là về mặt ngoại thất. Còn chúng ta đi vào phía trong thì anh em sẽ thấy nó sẽ có cái gì đây. Trong này thì anh em sẽ có các cái hệ thống mũi bit anh em nhé, mũi bit, và anh em sẽ nhìn thấy là sẽ có đầu PS1 này, đầu PS2 này, đầu PS3 này, đầu sound sẽ là T10, 15, 20, 25, PZ1, PZ2, PZ3. Đấy. Tiếp theo thì cái hàng thứ hai này nó sẽ tương tự như cái hàng đầu. Và tiếp đến nữa sẽ là cái hàng thứ ba với là 4.5, 5.5, 6.0 là đầu hai cạnh. Tiếp tục sẽ là những cái đầu sao sử dụng nhiều nhất, thì họ add thêm ba cái đầu sao là T30, 40 và 20. Tiếp đến nữa sẽ là đầu lục giác 3, 4, 5, 6. Và cuối cùng sẽ là có một cái thanh nối dài như thế này. Và với cái thanh nối dài này thì là cũng là của Wiha luôn anh em nhé. Wiha đây, nó sẽ dập ở đây. Nếu như anh em mua riêng cái thanh nối dài này ra 170.000 rồi. Ok cho anh em. Đấy, và khi có thanh nối dài này chúng ta có thể chuyển ra máy bắn vít một cái dễ dàng. Và nó sẽ có cả từ tính nữa anh em nhé, có cả từ tính ở trên này nữa rồi, nên là chúng ta kết nối nó cực kỳ đơn giản như này, và kể cả lắc như nào nó sẽ không ra được. Đấy là cái giá trị mà khi sử dụng với những cái bit mà có từ tính của Wiha như thế này. Ok cho anh em. Đấy, full một cái bộ 31 chi tiết như thế này anh em nhé. Nếu như anh em nào mà đã biết đến Wiha thì sẽ biết là những cái bộ này đang bán ở thị trường châu Âu rất nhiều, và thị trường Mỹ nữa. Thì một cái bộ như này họ đang bán đâu đấy hơn 30 euro, 30 euro anh em nhé. Anh em cứ search cái mã là 31 bit của Wiha, 31 bit set ấy. Đây, ví dụ như có một cái bộ tương tự đấy anh em nhé. Thì cái bộ cũng tương tự có 31 chi tiết như này, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái phần nhựa đỏ này là để đúc nhựa kèm Toyson đấy. Còn cái này là không có. Thì họ cũng đang bán, họ cũng đang bán với cái giá là 49,82 euro. Có nghĩa là một cái bộ như này nó rơi vào tầm khoảng 1.200.000 anh em nhé, 1.200.000. 50 ơ đấy, mà ơ hiện tại đâu đấy đang rơi vào 23, 24 gì đấy anh em nhé, 24, 25 thì nó đang rơi vào tầm 1.2 đấy. Và anh em thấy rồi, giá nó không bao giờ rẻ cả với những cái bộ bit của Wiha như này. Ok cho anh em. Với những cái bộ như này thì hiện tại bên em đã về được lên tới là 250 bộ, và bên em phải chấp nhận nhập một cái số lượng lớn như vậy để có thể là xin giá tốt của hãng để hỗ trợ cho anh em, để hỗ trợ cho anh em, và để có một cái giá tốt để hỗ trợ cho anh em. Nói thêm về một cái thông số của những cái dòng bit này cho anh em tham khảo thêm nữa, thì đầu tiên là những cái thép làm ra mũi bit này là một cái loại thép rất là đặc biệt, là thép S2M, một cái loại thép mà có hàm lượng carbon cao đấy, nhưng mà nó vẫn đảm bảo đủ độ xoắn, độ xoắn ở trong đấy. S2M anh em nhé, là để là sản xuất ra cái bit này. Và những cái bit này thì độ cứng lực vặn lên tới là 18 Newton mét, lực vặn lên tới 18 Newton mét, là thuộc loại hàng khủng rồi. Và tất cả những cái dòng mà đầu mũi vít này họ làm rất là chuẩn, chuẩn theo cái chuẩn của quốc tế luôn. Chính vì vậy khi chúng ta cho vào những cái tô vít hay là chúng ta cho vào những cái mũi vít ý, thì nó sẽ cắm sâu vào con vít luôn anh em nhé. Thì đấy là những cái giá trị. Và để nói luôn về cái độ mà độ chính xác của mũi vít thì em cũng đã có luôn những cái dòng mũi vít mà ở Việt Nam mình đang có rất là nhiều như này, thì em thử test thử qua xem con này nó cái ăn vít nó có khít vào con vít không anh em nhé. Thì chúng ta sẽ cho nó vào như này, ok chưa, và chúng ta thả tay ra thì vẫn ok luôn này. Và em đang để cái gỗ này theo phương nằm ngang luôn, và con vít nó không rơi, thì chứng tỏ là cái đầu vít này nó ăn sâu vào con vít rất là ok luôn. Và anh em có thể để ý như này, em có thể cầm như này luôn, ok cho anh em. Đấy, đây là cái giá trị mà khi chúng ta sử dụng những cái con vít xịn là nó sẽ ăn vào vít như này, nó cực kỳ dễ dàng anh em nhé, cực kỳ dễ dàng. Và những con vít này thì vì nó có sẽ có từ tính nữa rồi nên là nó rất là khỏe như này. Ok chưa, vừa có từ tính ở đây và vừa có đầu vít chuẩn, thì anh em sẽ thấy này,
nó sẽ rơ rinh lên một cái con vít này, ăn sâu vào và rơ lên một cái vật này cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Ok chưa? Đấy là cái giá trị của hàng xịn thì test sơ qua để anh em biết thôi, còn về giá thành thì em đã cho anh em tham khảo ở các cái nơi đang bán rồi. Còn một cái bộ 31 chi tiết như thế này, giá hiện tại bên em sẽ khuyến mại cho anh em với cái giá rất là tốt. Vì vậy là bác nào muốn chốt những cái bộ như này với cái giá mà em sắp nói ở tới đây, nó sẽ rẻ hơn cả hàng bãi anh em nhé, rẻ hơn cả hàng bãi, anh em không nghe nhầm đâu. Còn hàng thì bên em có thể cam kết và đảm bảo với anh em 100% hàng chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ. Anh em nào cần xuất như thế nào bên em có thể xuất đầy đủ hết cho anh em nhé. Ok chưa? Còn bây giờ này thì sẽ công khai giá luôn để cho anh em đặt hàng. Số lượng thì bên em đã về 250 bộ và bán cách đây khoảng 2-3 tuần rồi, thì nó về khá lâu nhưng bây giờ em mới có thời gian để làm video cho anh em. Thì em sẽ tặng cho anh em 10 bộ đầu tiên với giá chỉ có 250.000 anh em nhé. 10 bộ đầu tiên chỉ có giá 250.000 và các bộ tiếp theo sẽ mua với giá là 300k. Giá 250.000 anh em tính là chưa đến 8.000 một mũi vít. Giá 300.000 thì cũng chưa đến 10.000 một mũi vít của mà mũi vít của WeHa. Giá thị trường thì đang là 1.2 triệu. Đấy. Vì vậy nếu như anh em nào không săn những cái này thì săn bao giờ nữa và săn cái gì nữa, đúng không ạ? Đây là một trong những cái món hời nhất rồi và mà anh em có thể sở hữu từ WeHa và từ tại Hearthstone rồi. Vì vậy là anh em nào mà có nhu cầu ấy, hãy liên hệ ngay hai cái số ở trên kênh để chốt những cái bộ mũi vít của WeHa như này anh em nhé. Giá nhắc lại anh em một lần nữa sẽ là 250.000 khuyến mại cho 10 bộ đầu tiên anh em nhá. Rồi chào anh em, hẹn anh em ở các cái buổi livestream tiếp theo của Hearthstone nhá.